Audiolab là một cái thương hiệu không quá xa lạ với người chơi audio trên toàn thế giới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái con như vậy. Đó là một con giải mã Audiolab, model là QDAC. Thiết kế rất là gọn, cái size của nó khoảng 25. Và con này có chức năng Play luôn. Và giá cũng cực kỳ hữu nghị, chỉ có 6.800.000. Audiolab QDAC, chất âm cực kỳ hay nha. Con này thì nó chỉ sau cái dòng mờ đát thôi, và cái giá này thì quá hợp lý. Nó có các cái cổng vào cáp quang, USB máy tính, coaxial. Con này đặc biệt nó có chức năng update từ những cái file nhạc dưới 24 bit, nó cho lên 24 bit luôn. Ví dụ như bản nhạc mình đang phát ở này từ cáp quang vào thì bản nhạc này có 16 bit thôi, nhưng mà nó cho lên 24 bit luôn này. Hai tờ bit 48 kHz luôn. Tiếng rất là mộc mạc, rất là chắc luôn. Cái thiết kế của nó, cái vỏ của nó là bằng nhôm luôn nha. So với những con khác cùng đẳng cấp, cùng một cái thương hiệu, chỉ là cùng một cái phân khúc giá như là Cambridge Audio thì con này nó hay hơn. Đường vào của nó, cái cổng máy tính nó mộc mà xi đồng rất là đẹp. Cáp quang, cáp đồng trục. Đường ra nó là RCA. Và có đường ra của Optical Coaxial nữa. Con này nó xài adapter nha. Cục adapter rất là lớn. Adapter của Audiolab luôn nè. Đó, nhiều con khác thì nó xài adapter của hãng khác, nhưng mà con này nó xài adapter do chính nó làm luôn. Mở một bản nhạc acoustic cho các bạn nghe nha. Bên mình thì cái nhạc này mình có bán luôn nè, USB 128GB 800.000 chứa nhạc chất lượng cao Việt. Còn ổ cứng 1000GB chứa thêm nhạc quốc tế và nhạc DFD nữa. Dĩ nhiên USB các bạn muốn mua nhạc quốc tế mình cũng có chép vào được luôn, nhưng mà mình sẽ ưu tiên USB, mình chứa nhạc Việt nhiều hơn. Còn nếu ai mà thích nhạc quốc tế thôi thì mình sẽ xóa hết nhạc Việt, mình chép nhạc quốc tế vào USB cho các bạn. Và USB là 800.000, ổ cứng là 2 triệu. Đây, cái này làm rề được luôn nha. Đó, chỉ có 6.800.000 thôi mà chất âm rất là hay. Thương hiệu Inlin. Audiolab là một thương hiệu đình đám của Inlin. Đấy, một cặp loa 4429 này. Âm lên Sansui 8080 dB. Con này nếu như các bạn có một cái bao á, chúng ta làm rè chơi rất hay. Có các cài đặt này, các bạn có thể cài đặt cái đường vào mặc định optical. Nói trong mấy cái cài đặt này chúng ta về nhà nghiên cứu thêm nha. Stop complaining, said the farmer. Who told you work out to be? Why don't you have wings to fly? Like the swan, oh so proud and free. How the winds set up, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have the summer's night. Donna, 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 donna. Donna, donna, donna.
Rồi mình tới sơ như vậy thôi nha, giá 6,8 triệu. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ ngay số điện thoại dưới góc màn hình 0362 997 344.